mang ý nghĩa cầu chúc những điều tốt lành thịnh vượng đến cho gia đình mới. Quý khách có thể tham khảo trực tiếp các mẫu váy của Suan Bridal tại số 366 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chưa đăng ký để có thể tham gia thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng
Tôi xin mời các bạn nhân viên của chương trình, chúng ta sẽ liên hệ với những vị khách nào chưa tham gia bằng cách là quý vị đưa tay lên để chúng tôi đến tận nơi và bên đây ạ, để chúng ta đến tận nơi để đăng ký. Và bây giờ số người tham gia đang là 99 người. Dạ, bên đây vẫn chưa đăng ký ạ. Rồi, có rất là nhiều quà tặng hấp dẫn đang chờ đợi mọi người. Đây, số lượng đang ngày càng gia tăng. Quý vị nhé, chúng tôi chỉ trao cho người có mặt ngay tại sân khấu thôi. Và nếu như mà sau 3 tiếng 1, 2, 3 mà những người có mặt trên sân khấu chúng ta không có lên sân khấu thì chúng ta sẽ hủy thăm và chọn tiếp người khác. Cho nên là quý vị chúng ta ai chưa đăng ký thì có thể liên hệ với nhân viên của chương trình ngày hôm nay. Xin được mời các bạn nhân viên ạ. Rồi. Số người đã lên 100. Thôi thì ngay bây giờ trong thời gian chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ bốc chọn. Mới qua là đồng tiền đó. Hai giải quyết đồng tiền một cái team anh. Rồi. Và một cái giải quyết nhất là hai hộp quà của The Art Chocolate trị giá 2 triệu đồng. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và bây giờ xin mời. Xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 26573. Họ và tên Nguyễn Thị Phương. Số điện thoại 0166922803. Xin lỗi là không biết là chị Phương có mặt ở đây không ạ? Chỗ này tôi bút lên lại. À, mời chị. Xin được mời đại diện Paris sẽ lên sân khấu và trao giải vị khách đầu tiên ngày hôm nay. Xin được mời chị. Trao quà thì không biết là quý vị nào chưa đăng ký thì hãy thật nhanh chóng nhé. Chúng tôi chỉ trao cho những ai đang có mặt tại đây thôi. Rồi. Xin được chúc mừng giải khuyến khích đầu tiên của ngày hôm nay. À, chị. Dạ rồi. Xin được cảm ơn bạn, cảm ơn đại diện của Marin. Và chúng ta sẽ cùng đến với giải khuyến khích thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Số người tham gia bây giờ đã là 111 người rồi quý vị nhé. Rồi, xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 94156. Họ và tên Nguyễn Hồng Nhật Minh. Số điện thoại 0919243123. Anh Nhật Minh lần 1. Anh Nhật Minh lần 2. Và anh Nhật Minh lần 3, chúng ta hủy nhân vật này nhé. Và bây giờ sẽ tiếp tục tìm ra giải khuyến khích. À, số người tham gia đang là 114 rồi. Những vị khách đang có mặt ở đây đúng không ạ? Chúc may mắn nhé. Rồi, hai hộp quà của The Art Chocolate trị giá 2 triệu đồng. Xin mời tiếp tục. Xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 02363. Họ có tên Lê Hồng Ngọc, số điện thoại 0902498218. Xin được chúc mừng bạn Hồng Ngọc, mời bạn. Xin được mời đại diện Marie sẽ cùng trao giải khuyến khích của chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bạn và xin được cảm ơn đại diện của Marie. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giải ba bao gồm bộ mỹ phẩm chăm sóc da nhãn hiệu Johnston Chabin và hai voucher sô-cô-la quà cưới của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mon và The Art Chocolate. Xin mời. Số người tham gia đây là 117 người quý vị nhé. Xin được chúc mừng một con số rất là đẹp vị khách tham quan sở hữu mã số 11171. Họ có tên Xuân Na. Số điện thoại 0934096811. Xuân Đa lần 1 ạ. Xuân Đa lần 2. Xuân Đa đâu ạ? Xuân Đa lần 3. Và theo quy luật chúng ta hủy nhân vật này nhé. Rồi, em xin được mời tiếp tục chúng ta tìm ra giải ba của chương trình. Số người tham gia là 118 quý vị nhé. Xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 93230. Họ và tên
Châu Cương. Số điện thoại 0908 5588. Anh Châu Cường à? À, xin được chúc mừng anh Châu Cường. Rồi, xin được mời đại diện Mary sẽ trao tặng giải và cái chương trình ngày hôm nay. Bộ dưỡng da giờ sao? Xin được chúc mừng anh. Cảm ơn đại diện của Mary. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cũng giải nhì của chương trình. Số người tham gia đang là 122, càng ngày càng gia tăng đấy ạ. Chưa đây là ai chưa đăng ký thì hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nhé. Và bây giờ chúc mừng giải nhì đầu tiên, voucher chăm sóc da Mediclass trị giá 10 triệu đồng của Mediclass Clinic. Xin mời. Xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 84910, họ và tên Lưu Bình An, số điện thoại 0943 870 301. Bình An lần 1 ạ. Bình An lần 2 và Bình An lần 3. Thủy Thông, chúng ta bóc lại voucher chăm sóc da Mediclass trị giá 10 triệu đồng của Mediclass Clinic. Mời anh. Số 52021, họ có tên Trương Thị Thu Thảo, số điện thoại 0164806539. Xin được chúc mừng chị giải nhì đầu tiên. Mời chị có thể lắng lại sân khấu một chút xíu nhé. Rồi, người thứ hai chúng giải nhì sẽ là váy cưới của Andrew, trị giá 10 triệu đồng của Andrew Studio. Xin mời anh, rất là hấp dẫn. Xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 88945, họ và tên Trịnh Minh Thông, số điện thoại 0984208843. Xin được mời Minh Thông ạ. Chúng ta đang cùng tìm ra chủ nhân sở hữu váy cưới Miu trị giá 10 triệu đồng của Miu Studio. Anh Minh Thông ạ. Không có, mình bốc lại nhé. Anh Minh Thông lần 1, anh Minh Thông lần 2 và anh Minh Thông lần 3. Rồi, chúng ta hủy nhé. Rồi, bây giờ tiếp tục tặng váy cưới Miu trị giá 10 triệu đồng của Miu Studio. Hấp dẫn quá, hy vọng là người này tiếp tục sẽ có mặt ngay tại đây. Rồi, xin được chúc mừng vị khách tham quan sở hữu mã số 49448, họ có tên Võ Hồng Phát, số điện thoại 0212 235 5577. Có ai ở đây không ạ? Chúc mừng anh. Chúc mừng anh rất là may mắn nhé. Và bây giờ sẽ là nhẫn cưới Cửu Long trị giá 10 triệu đồng của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh và tên Cửu Long. Xin mời. Số người tham gia hiện đang là 131. Xin được chúc mừng khách tham quan sở mã số 33940, họ có tên Trần Hà Thu Oanh, số điện thoại 0120 292 4209. Chị Thu Oanh ạ. Chúc mừng chị, mời chị lên sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ gửi tặng ba giải nhì này trước đi nhé. Rồi, xin được mời đại diện của Mary ạ. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng ba giải nhì ngày hôm nay. Số điện thoại 0903 86 86 52.
đại diện của team photography sẽ lên trao giải nhì là voucher chọn gói album cưới ngoại cảnh trị giá 10.900.000 đồng. Xin được mời chị. Xin được chúc mừng, xin được cảm ơn chị đại diện của team photography. Xin được mời hai chị chúng ta cùng về vị trí để tiếp tục theo dõi xem ai sẽ là người trúng giải nhất của chúng ta ngày hôm nay. Giải nhất của chúng ta lên đến 15 triệu đồng. Áo cưới cao cấp của Orange trị giá 15 triệu đồng của thương hiệu Orange Studio. Xin mời. Xin được chúc mừng quý khách tham quan show qua số 78242. Có tên Trương Thị Mỹ Liên. Số điện thoại 0989874582. Chị Mỹ Liên lần 1. Chị Mỹ Liên lần 2. Wow, giải nhất này chưa thấy. Chị Mỹ Liên lần 3. Mình hủy thăm quý vị nhé. Ai đồng ý hủy thăm không ạ? Dạ, vỗ tay để chúng ta cùng hủy thăm. Rồi, và bây giờ sẽ cùng quay lại giải nhất của chúng ta. Xin mời. Giải nhất của chúng ta sở hữu mã số 60293. Họ có tên Trần Thị Ngọc Linh, số điện thoại 0169305 4051. Chị Ngọc Linh lần xin được chúc mừng giải nhất của chúng ta ngày hôm nay. Mời chị ra giữa sân khấu ạ. Và xin mời đại diện của Paris sẽ chào giải nhất của chúng ta ngày hôm nay. Chúc mừng chị Ngọc Linh. Xin được chúc mừng giải nhất của chúng ta. Cảm ơn đại diện của Mary. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn một bộ sưu tập nữa rất là đặc biệt, cho nên là quý vị ơi, chúng ta hãy cùng đáng lại với chương trình của chúng tôi nhé. Và khi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần rút thăm trúng thưởng dành cho khách mời của riêng nhà tài trợ chính Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới Grand Palace. Và các cặp đôi do Grand Palace đều nhận được phiếu mời rút thăm may mắn của riêng nhà tài trợ chính thôi quý vị nhé. Với hai giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng, đó là một bộ áo cưới ngọc huy. Và sau đây thì tất nhiên là những khách hàng đặc biệt của nhà tài trợ chính Grand Palace. Thì Kim Hằng xin được mời đại diện nhà tài trợ chính của Grand Palace ạ. Xin được mời chị sẽ tự tay mình bốc chọn ra những khách hàng thân thiết của chị. Xin lỗi anh. Xin lỗi, thiếu sót quá ạ. Dạ rồi, xin được mời anh ạ. Bây giờ Kim Hằng sẽ để anh tự gọi lên luôn nhé. Để chúng ta... không biết ai là khách hàng của Grand Palace. Mình tiến gần lên sân khấu để cơ hội mình sẽ nhiều hơn. Rồi, mời anh. Xin chúc mừng cặp đôi đầu tiên, anh Trung Sơn và chị Thị Linh. Không biết anh Trung Sơn, chị Thị Linh có đây không ạ? Rồi, xin chúc mừng cặp đôi thứ hai là anh Đức Huy và chị Mai Thi. Rồi, xin cảm ơn. Và xin được mời anh, mình sẽ trao giải cho hai vị khách hàng rất là may mắn sở hữu hai giải đặc biệt của nhà tài trợ chính Grand Palace. Xin mời anh. Mời chào bắt tay để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Quý vị nào chúng ta mong muốn nhận giải này thì hãy là khách hàng thân thiết với Grand Palace quý vị nhé. Rồi, và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bộ sưu tập tiếp theo của ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Mời quý vị cùng đến với bộ sưu tập Vườn Yêu Thương Garden of Eden của thương hiệu áo cưới Kim Tuyến Bridal. Time to pass it.
còn lớp 7 tuyên ngoài cùng là lớp 7 gân thiên tuyến được theo dịch cầu kỳ tinh xảo, tạo độ sáng lấp lánh cho toàn thân ấy, khiến mỗi bước đi của Eva tinh nghiêng yêu kiều mà được sáng đến lạ lùng. Đây chính là nét độc đáo ấn tượng trong một sinh hoạt ca đình học y đình của nhà thiết kế Kim Tuyến, vẫn một mực tôn thờ nét gợi cảm những bộ cánh cưới của Kim Tuyến rất nhiều, luôn ẩn chứa nét xẻ táo bạo, khoe đôi vai trần mong manh như sa hay được cất vào lưng hở nhẹ nhàng.
sang trọng, thể hiện tình yêu đất trời hòa làm một. Quý vị đang theo dõi phần trình diễn của người mẫu Minh Triệu qua trang phục tinh tế với khu vực tình yêu.